Bây giờ mình đang trên xuồng ba lá để đi dạo dọc theo cái bờ kênh rạch ở trên cầu Thái Sơn. À, chúng ta lưu ý là khi mà đi những chiếc xuồng ba lá này á, thì không được để tay lên trên cái thành của chiếc xuồng, tại vì cái lượng những chiếc xuồng ba lá rất là nhiều, cho nên nó hay có sự va chạm á. Mà mình để tay lên cái thành thì rất là nguy hiểm cho cái đôi bàn tay ngọc ngà của mình ha. Đẹp quá các bạn ha. Còn gì vui sướng cho bằng khi mà ngồi trên chiếc xuồng ba lá đi dọc theo kênh rạch như thế này. Hai bên là những cái rặng dừa nước. Đó là đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long đó. Du lịch sông nước. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Đùa đi. Cổng vườn xưa khép từ năm nào, tôi dắt đôi chiêu bông từ dưới ghe lên sớm rậy. Chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong giá lạnh chiều đông bông khoai dạo tiếng nguyệt cầm. Như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Những chiếc xuồng này thường thứ bảy chủ nhật là rất là đông các bạn. Đó, đông chưa? Nếu các bạn mà để tay ngoài thành là nguy hiểm lắm. Thì theo có thông tin mình biết thì những người dân chèo ở đây là đa số là những bác, những anh lớn tuổi. Và thuộc diện giống như là diện hộ mà khó khăn á, thì ở xã người ta mới cấp cho mỗi một hộ là một chiếc xuồng như vậy để mà hoạt động chèo đưa khách du lịch, đưa đón khách du lịch đi dọc theo cái bờ kênh. Rồi cái tiền mà xã ứng trước á, thì người ta kinh doanh rồi người ta sẽ trả dần. Hôm nay là thứ bảy cho nên thuyền nhiều quá các bạn. Chúng ta đi dọc theo cái bờ kênh, hai bên là những cái rạn dừa nước. Rồi chúng ta nghe cả những tiếng chim hót. Hai bên người ta cũng kinh doanh về du lịch, ăn uống, đàn hát. Bây giờ mình đi xuồng như vậy là mình sẽ đến một chút, mình sẽ đến cái chỗ mà người ta làm kẹo dừa đó. Một chế phẩm từ dừa. Mát quá các bạn. Có dịp đi sông Rạch về là cái cảnh này ở Sài Gòn là không có nha. Nên đây cũng một cái trải nghiệm rất là lý thú. Và bản thân mình người Việt Nam với Tây thì họ mê lắm, họ thích về mà đồng bằng sông Cửu Long, đi sông nước ở hôm Tây, ăn uống và được đi như trên những con kênh rạch bằng những chiếc xuồng ba lá như thế này.
Bến Tre trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc mượn xuồng mà không cho. Còn lâu mới cho. Toàn dân đánh giặc mà không lo đóng xuồng. À, chỗ này dọc theo cái bờ kinh rạch này là những cái cây bần ha. Chỗ này có bần này, thì chút xíu trở lại cái này lại mấy cây dừa nước. Ở trên đường là người ta trồng nhãn. Ở đây là người ta làm bánh dừa đó các bạn. Cái bánh dừa là cái đặc sản của Bến Tre đó. Ở trong nó có nhân, nếp, đậu và dừa ha. Ta gói bằng cái lá dừa. Đây là người dân người ta gói bánh dừa nè. À, bánh dừa này trong đó dừa, đậu, nếp, chuối nữa hả chị? Dạ, à, ta gói bằng lá dừa. Nên là mình giao mối hay là mình bán khách du lịch gì vậy? Giao mối ha. Khách du lịch chứ đâu mua nhiều hả? Đó. Thầy gói cộng chục rồi đó. Rất là chuyên nghiệp, rất là thành thạo, lành nghề. Bán đồ thủ công mỹ nghệ. Đây vỏ bóp túi xách. Đây cái khu đàn ca tài tử. Cái đàn ca tài tử này ở miền Tây Nam Bộ rất là hay nha các bạn. Thì nó là di sản văn hóa phi vật thể mà hình như là cũng mới đề nghị nhưng mà như UNESCO chưa có công nhận. Nhưng mà hình như là cũng đang trong cái đề nghị. Thì mình ngồi ở đây mình ăn trái cây, uống trà, mình nghe đàn ca tài tử. Lòng già thêm mấy ấm chiều lên, lòng già thêm mấy ấm chiều ơi nhiều.
giờ sáng qua giờ mong tim hò bữa nay bên cổ đông mơ đang hãy rối lên thì bóng kiều hôm nay quê có bao phiêu du về thôn xóm để vui chung bài mùa đường về đô quê nhà mình nhắn lúa đường về đô quê nhà mình nhắn lúa nhưng chẳng nghe xuân mai tóc em đơm dài cô gái trời muốn mưa cái trời chuyển trời hơi u tối. Thì đàn ca tài tử này hát thì dành cho những người mà yêu thích đàn hát cải lương ở miền Nam và miền Tây Nam Bộ nói chung. Nhưng mà thật ra thì không phải ai cũng hát hay đâu các bạn. Thì cải lương nó đòi hỏi phải là giọng cao, hơi dài, rồi chất giọng tốt và luyến lái, phải biết luyến lái thật ra hay thì hát nó mới hay. Ở dưới quê mình thì có mấy người em họ hát cái lương cũng hay lắm. Trời muốn chuyển mưa rồi. Ngày hôm qua có mưa không? Rồi sau khi mình tham quan cái kẹo dừa Hồng Phúc xong thì mình đi ra cái bến tàu để mình tiếp tục hành trình, mình đi qua bên Cồn Phụng.